Tết Nguyên Tiêu, tức rằm tháng Giêng, là một trong những ngày Tết quan trọng nhất năm. Đó là dịp để dân ta tiến hành những hoạt động sinh hoạt tao nhã, mang đậm dấu ấn cộng đồng. Và đây cũng là ngày Tết mang đậm bản sắc riêng của người Việt, có sự tích hợp và thấm nhuần Phật Pháp. Đây cũng là ngày lễ trọng để dân ta ngưỡng vọng, mong cho thời tiết mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong tín ngưỡng nông nghiệp. Từ Tết Nguyên Đán tới hôm nay, thời tiết hôm nào cũng đẹp, Tết Nguyên Tiêu tối nay chắc là vui lắm đây. Mỗi năm mới có một ngày Tết Nguyên Tiêu, cả hoàng cung lung linh đèn hoa, thật là rực rỡ. Thưa các vị đại thần, hôm nay là ngày Tết Nguyên Tiêu, ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, trăng sáng rất đẹp. Nước Việt ta lấy canh nông làm nghề chính, dân chúng phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm ra hạt lúa củ khoai. Ấy là ngọc ngà châu báu, quý hơn bất cứ châu ngọc nào. Mỗi mùa trăng tỏ lại mờ, gắn liền với sự thay đổi của thủy triều, của thời tiết nắng mưa. Nó tác động trực tiếp tới mùa vụ của dân ta. Hôm nay, chấm đã cùng các vị đại thần tạ trời đất, mong cho thời tiết mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thóc lúa đầy bồ, dân ta không còn đói khổ. Mời tất cả các vị cùng nâng chén, chúng ta cùng ngắm trăng thưởng hoa, đối đáp thơ phú, kẻo lỡ mất ánh trăng rực rỡ của đêm nay. Chúng thần kính chúc bệ hạ bách niên dài đáo, chúc cho nước Việt ta năm nay mùa màng bội thu, ngày càng phú cường giàu mạnh. Nào các ái khanh, hãy lấy trăng đêm nay làm chủ đề đối thơ. Đúng vậy, chúng ta hãy cùng đối thơ về trăng đêm. Đây là ống thẻ, lần lượt mọi người rút thẻ và làm thơ theo tiêu đề đã được ghi trên thẻ của mình. Ai không làm được thì bị phạt rượu. Bệ hạ, xin bệ hạ nghỉ tay dùng canh sen. Tết Nguyên Tiêu năm nay chấm rất vui, một phần vì trăng đẹp, thời tiết đẹp, một phần vì các quan đại thần đã hóa giải hiềm khích, vì triều đình mà dốc sức. Một đêm trăng thật đáng nhớ. Bệ hạ, là do người lo lắng quá thôi, nước trong không nuôi được cá, huống hồ các quan mỗi người một tính, không tránh khỏi những lúc có hiềm khích. Khanh nói phải, khanh đứng đây từ tối qua tới giờ, hãy mau về nghỉ đi. Lát nữa chấm tự về tẩm cung nghỉ ngơi. Về nghỉ sớm đi. Bệ hạ, để nô tài chờ bệ hạ cùng về mới yên tâm ạ. Tết Nguyên Tiêu là ngày rằm tháng Giêng của năm mới, thời điểm thích hợp nhất để cầu nguyện an lành cho cả năm, nên thu hút sự tham gia đông đảo của giới Phật tử và toàn thể dân chúng. Thành ngữ lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng đã nói lên tầm quan trọng của Tết Nguyên Tiêu trong tâm thức người Việt. Đại Việt, những năm cuối thời vua Trần Dụ Tông, chính trị rối ren, nhà vua ăn chơi, bỏ bê chính sự. Vốn là thầy dạy của Trần Dụ Tông, Chu Văn An vô cùng đau buồn trước cảnh xã hội loạn lạc. Để thức tỉnh Trần Dụ Tông, ông đã soạn Thất Trảm Sớ dâng lên vua Trần với mong muốn vua trừng trị nịnh thần, chấn chỉnh lại triều đình Đại Việt. Bẩm bệ hạ, có Tư Nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An xin vào ạ. Cho vào. Bệ hạ, đã tới giờ đọc sách rồi. Thầy Chu, thầy không thấy là bệ hạ và mọi người đang vui vẻ hay sao? Việc của bệ hạ và việc của các ngài là chăm lo cho bách tính, đâu phải là say sưa với những trò tạp kỹ. Tư Nghiệp đại nhân, ta biết ngài là thầy giáo của nhà vua, nhưng ngài nên lo tốt việc của mình thì hơn. Tiên đế đã giao phó cho ta việc truyền dạy đạo lý cho bệ hạ. Nay nhà vua đã biếng nhác về việc triều chính, lại chỉ nghe lời bọn nịnh thần làm nhiều điều trái đạo. Ta không giúp bệ hạ tỉnh ngộ, lại mặc các ngươi lộng hành ở đây sao? Thôi đủ rồi, quan Tư Nghiệp chớ có nặng lời, họ đều là bậc trung thần của trẫm. Bệ hạ, người đã quên những lời căn dặn của tiên đế rồi hay sao? Hừm, hôm nay trẫm không có hứng học hành gì cả,
Quan Tư Nghiệp hãy lui ra. Bệ hạ, Triều Cương không thể lơi lỏng thêm được nữa. Hôm nay thần tới đây cũng là để xin dâng lên bệ hạ thất trảm sớ. Xin bệ hạ hãy chém đầu 7 tên gian thần, chấn chỉnh lại triều đình Đại Việt, cứu vãn vương triều nhà Trần. Được rồi, được rồi. Sớ của thầy cứ để đó đã. Lùi ra đi. Vậy mà ta đã giữ chức tư nghiệp ở quốc tử giám này được mấy chục năm rồi. Đời ta dạy biết bao nhiêu môn sinh, một tay ta uốn nắn từng nét chữ cho học trò, hết lòng truyền dạy đạo lý thánh hiền để học trò trở thành bậc tài trí, biết chăm lo cho bách tính. Cuối cùng, bây giờ ta lại đành bất lực như người học trò của mình trở thành một hôn quân vô đạo. Xót xa thay. Ông già này còn có ích gì ở đây nữa? Thà rằng treo áo mũ về quê dạy học, làm một kẻ thường dân mà sống có ích cho đất nước, còn hơn ở đây ăn bổng lộc triều đình mà bất lực nhìn đất nước suy vi. Thất trảm sớ được dâng lên nhưng không được Trần Dụ Tông trả lời. Tư nghiệp quốc tử giám Chu Văn An thất vọng, liền từ quan về quê dạy học. Trong bối cảnh Đại Việt cuối thời Trần, những bề tôi như Chu Văn An thật đáng trân trọng. Tấm lòng của người thầy bề tôi chính trực tiết tháo ấy chính là tấm gương sáng cho người đời sau. Sau việc dâng thất trảm sớ không thành, Chu Văn An xin từ quan về quê dạy học. Vua Trần Dụ Tông từng mời ông về triều làm quan và ban mũ áo cho ông. Ông đều thẳng thắn khước từ. Nhà giáo Chu Văn An đã thể hiện mình là một bậc sĩ phu chính trực, quyết không làm những điều trái lòng, kể cả vì lời nói của thiên tử một nước. Mẫu hậu, Tư nghiệp quốc tử giám Chu Văn An đã tự ý từ quan về quê rồi ạ. Giờ trẫm phải làm sao? Thầy Chu Văn An là bậc sĩ phu sửa mình trong sạch, dẫu thiên tử cũng không bắt làm bề tôi được. Bệ hạ không thể sai bảo thầy ấy được đâu. Thầy Chu, đã tuân lệnh nhà vua mang đến cho thầy một chút phẩm vật. Mong thầy trở về kinh thành giúp vua lo chuyện triều chính. Gấm lụa vua ban, tôi xin nhận. Còn việc quay lại kinh thành, tôi khó làm theo được. Đức vua đã có ưu ái, thầy hà tất phải như vậy? Ta là thầy của vua, nhưng lại không bảo ban được học trò của mình. Ta chưa làm tròn đạo làm thầy, đạo vua tôi. Vậy thì ta còn mong mình có thể làm được việc gì lớn hơn nữa. Năm 1369, vua Trần Dụ Tông mất. Năm 1370, cung định vương Trần Phủ sau khi dẹp loạn Dương Nhật Lễ tiếp tục nối ngôi họ Trần, tức vua Trần Nghệ Tông. Thầy ơi, vậy là đức vua mới lên ngôi rồi. Quan hành khiển đang đứng chờ ở ngoài, xin được rước thầy về kinh ạ. Vận nước được cứu rồi. Nào, hãy chuẩn bị hành trang lên đường. Bệ hạ, vậy là sau sóng gió cung đình, bệ hạ nối lại cơ nghiệp họ Trần. Mong rằng Đại Việt ta sẽ được thay đổi, phục hưng. Đất nước giờ đã yên ổn rồi. Thầy hãy về kinh, giữ lại chức tư nghiệp quốc tử giám, giúp chấm đào tạo nên những bậc nhân tài giúp ích cho triều đình. Thần tuổi đã cao, không đủ sức lực đảm nhận trọng trách ấy nữa rồi. Và lại, mỗi lần nghĩ về vua cũ, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa hổ thẹn. Xin bệ hạ hiểu cho tâm lòng của thần, cho thần được về lại núi Chí Linh, bầu bạn với con trẻ. Thầy Chu có học nghiệp thâm thúy, lại tiết tháo cao thượng, không màng công danh phú quý. Chỉ tiếc vua cũ đã phụ lòng thầy, không thể trở thành một vị vua tốt. Nay thầy đã nói vậy, thì chấm cũng mong thầy hãy giữ gìn sức khỏe, điền viên với con cháu,
để tiếp tục thực hiện những ước nguyện của mình. Đội ơn bệ hạ. Là một người cương trực tiết tháo, một đời chỉ mong đào tạo được những người tài đức cống hiến cho đất nước, Chu Văn An xứng đáng là bậc vạn thế sư biểu của nền giáo dục nước nhà mãi về sau. Sau khi ông mất, vua Trần Nghệ Tông ban cho ông tước hiệu Văn Trinh và phối thờ tại Văn Miếu cùng các bậc thánh hiền đạo nho. Dưới thời Lý Trần, Phật giáo rất phát triển và được coi như là quốc giáo của Đại Việt. Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối thời nhà Trần, chính trị rối ren, xã hội bất ổn, nhiều nho sĩ đương thời đã lên án Phật giáo, đề cao tư tưởng của nho giáo làm nền tảng tư tưởng nhằm ổn định xã hội đương thời. Một trong những người có tư tưởng đó là Lê Quát. Miếu thờ Đức Thánh Khổng Tử mà lại hoang tàn thế này, ta thật đau lòng. Này, trong lễ nào chị em ơi, tháng này mình chúng ta lên dâng lễ sớm, kịp lên chùa đấy. Này, nào, mà lên, dâng lễ nữa cơ mà. Về thôi ông ơi, tôi còn lên chùa dâng lễ nữa. Nhiều năm nay vua quan không chăm lo đến đời sống nhân dân, giặc cướp nổi lên, vậy mà chùa chiền không ngừng được tu sửa và xây dựng ở nhiều nơi. Dân chúng chỉ đua nhau lên chùa mà có mấy ai hiểu được triết lý của Đức Phật, ta thật không hiểu nổi. Ông chớ có nói bừa, Đức Phật tử bi bác ái, luôn khuyên người ta hành thiện để có cuộc sống tốt đẹp hơn, bởi vậy nên người người tin theo. Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ cung đình rối ren, xã hội bất ổn. Chỉ có tư tưởng của đạo nho mới có thể thiết lập lại trật tự kỷ cương đất nước. Những đạo thánh hiền ấy thì chỉ những người học cao biết rộng như ông mới biết. Còn thường dân và đàn bà như chúng tôi thì... Không phải, bà nhầm rồi. Từ bậc vương quân đến kẻ thứ dân, ai ai cũng có thể theo đạo học của thánh hiền để tự mình sửa đổi, cảm hóa kẻ vô đạo, đem văn minh truyền bá khắp nơi. Bà hãy vào trong trước, tôi muốn vãn cảnh chùa một lát. Vậy ông hãy chuẩn bị bài văn bia đi, để tôi dâng lên sư thầy. Trên từ vương công, dưới đến dân thường, hễ cung tiến vào việc nhà Phật thì dẫu hết của cũng không sẻ tiếc. Nếu được gửi gắm mình vào tháp chùa thì ai nấy cũng mừng rỡ như nắm được khoán ước để lấy quả báo ngày sau. Cho nên từ trong kinh thành đến ngoài châu phủ cho tới thôn cùng ngõ hẻm, người nhà Phật không cần phát mệnh lệnh mà dân chúng vẫn theo, không thể thốt mà người ta vẫn tín. Chỗ nào có người ở, tất có chùa Phật. Bỏ rồi lại xây, hỏng rồi lại sửa. Chuông trống lâu đài chiếm đến nửa phần so với dân cư. Đạo Phật hưng thịnh rất dễ mà được rất mực tôn sùng. Ta thuở nhỏ đọc sách để tâm khảo xét xưa nay, cũng hiểu sơ đạo của thánh nhân để giáo hóa dân chúng, mà rốt cuộc vẫn chưa được một hương tin theo. Ta thường dạo xem sông núi, vết chân trên khắp nửa thiên hạ, đi tìm những học cung văn miếu của đạo nho mà chưa hề thấy một ngôi nào. Vì vậy mà ta vẫn lấy làm thẹn với môn đồ đạo Phật, vì chùa chiền thì nhiều mà nhà học đạo nho thì ít. Vậy ta viết ra để tự bộc bạch với người đời. Tư tưởng bài xích Phật giáo của Lê Quát thời bấy giờ cũng là tâm trạng chung của nhiều nho sĩ đương thời. Khi tận mắt chứng kiến cảnh rối ren trong cung đình, bất ổn của xã hội, nhưng đành bất lực. Nhìn chung, họ đều mong muốn sự thay đổi, mong muốn bệ đỡ mới về mặt tư tưởng để xây dựng cục diện Đại Việt lúc bấy giờ. Cuối thời Trần Dụ Tông, nhà vua bỏ bê triều chính, chỉ lo hưởng lạc đến mức lâm trọng bệnh. Năm 1369, vua Dụ Tông băng hà. Trong cung đình vì thế mà xảy ra nhiều âm mưu tranh đấu, sát hại lẫn nhau. Đặc biệt, sự kiện Dương Nhật Lễ lên ngôi đã mở màn các cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt trong triều đình Thăng Long. Nào, uống đi. Bệ hạ, bệ hạ, người đâu, gọi thái y mau. Hạo Nhi, con ta. Bệ hạ ơi.
Bệ hạ băng hà nhưng không có hoàng tử nối ngôi, không biết chủ định của thái hậu ra sao. Ta thiết nghĩ bây giờ chỉ có cung định vương phủ lên ngôi là hợp lý nhất. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Ta nghe ý định của thái hậu đang nghiêng về Dương Nhật Lễ, con trai của Cung Túc Vương Dục đấy. Nói hắn là con trai của Cung Túc Vương Dục mà ngài cũng nói được ư? Thật là nực cười. Thái hậu mà định cho Nhật Lễ nối ngôi thì đúng là cáo chung cả triều trần rồi. Các vị đại nhân, thái hậu cho truyền vào. Về việc tìm người xứng đáng kế nghiệp ngôi báu, ý của các khanh thế nào? Bẩm thái hậu, theo chúng thần, người có đủ tài đức để lên nối ngôi bây giờ không ai khác, chính là Cung Định Vương Trần Phủ. Trần Phủ tuy là con trai của tiên đế, nhưng xưa nay không hề có chuyện để cho anh được nối em. Hơn nữa, Cung Định Vương cũng đã có tuổi rồi, ta e là không ổn. Các khanh nghĩ sao về Nhật Lễ, con trai Cung Túc Vương Dục? Thái hậu, thần thế người này e rằng... Thái hậu, Nhật Lễ đâu phải là con đẻ của Cung Túc Vương Dục. Người này chỉ là con trai kẻ làm trò tên là Dương Khương, nghĩa là một tay ngoại thích. Các ông chớ nói bừa, ai bảo các ông như vậy? Bẩm thái hậu, khi xưa mẹ Nhật Lễ gặp Cung Túc Vương lúc bà ta đương có thai. Cung Túc Vương vì ham mê mỹ nữ nên bất chấp lấy về làm vợ. Đến khi Nhật Lễ ra đời, ông mới nhận làm con mình. Chuyện này rất nhiều người có thể làm chứng ạ. Những tin đồn vô căn cứ như vậy, ta không thể hồ đồ tin vào được. Thái hậu, chuyện này nhất định phải suy xét, nhất định phải suy xét ạ. Dục là con đích trưởng mà không được ngôi vua, lại sớm lìa đời. Nhật Lễ chẳng phải là con của Dục ư? Ý ta đã quyết rồi, Nhật Lễ mang dòng máu của họ Trần. Lập Nhật Lễ lên ngôi là điều không cần phải bàn cãi nữa. Năm 1369, vua Trần Dụ Tông băng hà. Dương Nhật Lễ được Thái hậu hiến từ lập làm vua. Thân thế không rõ ràng của Dương Nhật Lễ khiến trong cung triều thần ly tán, không phục. Trải bao đời vua gây dựng cơ nghiệp, phải chăng họ Trần dần dần bị người ngoại tộc nắm quyền? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong tập phim tiếp theo. Ta nghe gần đây nhà vua sao nhãng việc triều chính, hậu cung lại tuyển thêm nhiều cung phi. Dạ bẩm thái hậu, nhà vua vẫn thường uống rượu thâu đêm, hàng ngày chỉ rong chơi, thích các tướng. Dạ đúng như vậy, nay ngài còn cho gọi một kẻ là Dương Khương vào cung, và đặc biệt tin dùng người này. Trong cung đang đồn âm cả lên, toàn là những chuyện không hay ạ. Chúng đồn thổi chuyện gì? Dạ, trong cung, mọi người nói kẻ họ Dương kia chính là cha đẻ của nhà vua ạ. Hỗn xược! Ngày xưa bị Cung Túc Vương Dục cướp vợ, ta đã căm tức biết bao nhiêu. Thật không ngờ, nhờ vậy mà con trai ta bỗng lại có ngôi báu. Cái tên Nguyên Dục ấy, hắn biết cốt nhục trong bụng thiếp là của chàng mà vẫn xem như không có gì. Chàng thử nói xem, vì sao lại như vậy? Còn phải hỏi vì sao ư? Chỉ có thể là vì nàng quá đẹp mà thôi. Chỉ e đám người họ Trần gièm pha có ngày phế con của chúng ta. Cha mẹ cứ yên tâm, không lâu nữa chấm sẽ đổi họ Trần thành họ Dương, có quyền lực và của cải trong tay rồi. Họ Dương ta muốn làm gì mà không được. Xin mời. Vậy là ta đã trở thành tội nhân lớn nhất của hoàng tộc. Không được, dù có phải bỏ mạng, ta cũng phải phế bỏ Dương Nhật Lễ để đưa tôn thất họ Trần lên thay. Thái hậu, xin thái hậu hãy bình tĩnh. Người hãy dùng một tách trà gừng đi ạ. Trà này, trà này ở đâu ra? Dạ, thái hậu, trà này là người của bệ hạ mới dâng ạ. Thái hậu không được khỏe, thái hậu khó chịu ở đâu ạ? Trà, trà có độc rồi. Thái y, cho gọi thái y ngay. Người,
Trong suốt cuộc đời của mình, Thái hậu Hiến Từ là người nhân từ, hết lòng vì dòng tộc, đất nước. Tuy nhiên, vì quá cả tin và bất cẩn, bà đã mắc một sai lầm lớn là đưa Dương Nhật Lễ lên ngôi vua, khiến cho không chỉ triều đình Đại Việt nhiễu loạn mà chính bà cũng bị Dương Nhật Lễ hại chết. Sự biến về Dương Nhật Lễ sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong tập tiếp theo. Năm 1370, sau khi hại chết Hiến Từ tuyên thánh Thái Hoàng Thái Hậu, Dương Nhật Lễ ngày càng ăn chơi, lại muốn đổi họ Trần thành họ Dương khiến Tôn Thất bất bình, tìm mọi cách để lật đổ ngôi vua. Trong đó, Thượng tướng quốc Thái Tể Trần Nguyên Trác đã đem Tôn Thất vào thành, giết Dương Nhật Lễ, khôi phục cơ nghiệp họ Trần. Dương Nhật Lễ, người dám cả gan muốn phá bỏ cơ nghiệp tổ tông ta, ta thế là sẽ lấy đồng ngươi. Tiến vào kinh thành. Dương Nhật Lễ không? Con đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Có khi nào hắn đã chết trong đám loạn quân không? Trời đã tối rồi, bây giờ tất cả hãy về phủ đã. Trần Nguyên Trác, họ Trần các ngươi đã quá coi thường ta rồi. Được lắm, để xem nay ngày mai thôi, ai sẽ lấy mạng ai. Chia quân bắt Trần Nguyên Trác cùng tất cả những kẻ mưu phản ám sát thiên tử. Trẫm nhất định phải trừng trị thật nặng bè lũ phản phúc này. Hỏng hết rồi. Dương Nhật Lễ sẽ không tha cho Nguyên Trác huynh và các tôn thất họ Trần đâu. Cung Định Vương, ngài tuy là cha vợ của họ Dương kia, nhưng hắn ắt cũng không bỏ qua cho ngài đâu. Ngài phải liệu cơ mà lánh sớm đi. Ta cũng đang tính tránh ra trấn Đả Giang. Thiên Ninh, muội cũng trốn đi. Huynh đệ ta hãy hẹn nhau hội quân ở sông Đại La, phủ Thanh Hóa. Sau này tìm cách sau. Sự thất bại của Thái Tể Trần Nguyên Trác trong việc diệt trừ Nhật Lễ càng khiến tình hình trong triều trở nên bất ổn. Trước tình thế cấp bách đó, Cung Định Vương Trần Phủ lánh lên miền Đà Giang chờ ngày khôi phục đại nghiệp họ Trần. Công cuộc diệt trừ Dương Nhật Lễ của ông sẽ